đã di chuyển lên cánh trên rồi. Freestyle di chuyển vào đây, Malik liệu có phải trả giá với quyết định anh của mình hay không đây? Bắn rất sát tới được tất cả các thành viên bên phía của BTR. Như vậy thì Malik tạm thời không thể thoát đi được rồi. Người đội trưởng Zaxi là người có mạng của Malik, 3-3 hỗ trợ người đồng đội của mình và cũng có một kết cục tương đương. Vâng, vậy là bên phía thì BTR họ sẽ trả thù ở trong cái map thi đấu thứ ba này. Nhưng hãy nhìn đi các thành viên bên phía thì Freestyle họ cũng đã bắn rất sát khi đội hình các thành viên bên phía thì BTR họ đều đã yếu máu rồi. Trong đó thì họ đã chủ động đẩy vị trí Zaxi tăng lên đầu tiên. Ở khoảng thời gian này chúng ta không nhìn thấy đội hình bên phía thì BTR họ chuyển sang bắn. Bây giờ Zaxi mà DP luôn này, lạ nhở. Có thể nói rằng khoảng thời gian gần đây thì meta đã thay đổi khá nhiều và khẩu DP đang trở thành một vũ khí vô cùng ngon. Như vậy thì Kasup tiếp tục nằm xuống bởi Tet rồi. Freestyle mất đi 3 người và giờ thì họ chỉ còn lại một mình Futurusu mà thôi. Cố gắng cứu lên 3-3 nhưng Zaxi có vẻ như không muốn điều này xảy ra. Ở đây có thêm cái sự xuất hiện của Synergy cũng như các thành viên bên phía Megastar nữa. Nhưng Servi căn nhà của họ đang bị công vào bởi bộ đôi bên phía của Megastar. Và giờ thì sao đây? Reject Scarlet bị đốt chết đi xoa ra ngoài bò. Freestyle mất đi 3-3 và ngay lập tức thì họ cũng bị clear toàn bộ ở top 15 rồi. Vách vừa nằm xuống và bây giờ thì Synergy đang có lợi thế hơn một xíu.